chào cô chú anh chị, em là Điền đây. Anh chị xem video của em thì cô chú anh chị nhớ nhấn đăng ký like ủng hộ kênh em Điền nha. Và hiện tại em Điền đang ở đây là ở ngay trung tâm xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Thì cái đằng sau lưng của em Điền đây là mặt tiền đường nhựa rộng khoảng là 8m, mới tráng nhựa luôn và rất là mới, rất là đẹp luôn ha, sạch sẽ. Và cái hướng này là cái hướng đi ra tỉnh lộ 328 anh chị, là ra ngay trung tâm xã Hòa Bình luôn anh chị. Ra thì khoảng là đâu đó khoảng là 150 đến 200m thôi. Và em Điền sẽ giới thiệu với cô chú anh chị một lô đất mà có tổng số tiền là 890 triệu đồng thôi, đất thổ cư nha anh chị. Rồi, em sẽ quay chi tiết cho cô chú chị mình xem nè. Đây, trước mặt cô chú chị đây là cái mặt tiền đường nhựa ha. Mình đi ra đây khoảng là 150-200m, mình sẽ đi ra tỉnh lộ 328. Và cái chỗ tỉnh lộ 328 đó mình ngay cái góc hai mặt tiền phía này là phòng công chứng của xã Hòa Bình nha anh chị. Phòng công chứng Hòa Bình, kêu là phòng công chứng Hòa Bình. Và trước đây em Điền có quay một cái nhà nghỉ đây nè. Đó, anh chị có thể thấy cái nhà nghỉ. Đó, anh chị thấy không? Đó. Nhà nghỉ nè. Là em đã quay ở đó đó anh chị, cái nhà nghỉ đó. Và em cũng rất là gần cái nhà nghỉ này luôn. Và mình đi ra đó mà cái tỉnh lộ 328 mình rẽ phải á, là mình đi Bình Thuận anh chị, cũng như đi Đồng Nai luôn. Và mình rẽ bên tay trái á, là mình đi ra thị trấn Phước Bửu cũng như là đi biển Hồ Tràm. Thì từ đây mà ra biển Hồ Tràm thì khoảng đâu đó là 20 cây số anh chị. Còn mà ra thị trấn Phước Bửu khoảng 15 cây số. Dạ. Rồi cái hướng đằng sau lưng cô chú anh chị mình đây là cái hướng mình đi vô khu dân cư, và mình cũng đi được qua Hòa Hội nha anh chị. Đường này đi được Hòa Hội nè. Xã Hòa Hội. Và khu dân cư. Rồi, cái lô đất này em Điền muốn giới thiệu là nằm mặt tiền đường bê tông này anh chị. Rộng khoảng là 4m, ô tô đi thoải mái anh chị ha. Và em cũng nói luôn là cái đất này là đã có sổ riêng rồi anh chị. Và khu dân cư rất là đông. Cái này rất đông. Vô đây từ cái chỗ mình vô đây khoảng 100m thôi là tới đất mình rồi. Và bây giờ em sẽ tiến vào trong đất mình, em quay chi tiết cho cô chú chị mình xem ha. Rồi, em đã tới đất rồi đây cô chú chị ơi. Từ đây, cái đường nhựa hồi nãy em Điền đứng là nằm ngoài kia anh chị. Đó, từ đó vô thì khoảng là 100m thôi, chưa tới 100m đâu. Đây, đường bê tông rất là rộng nha, cũng tương đối rộng. Khoảng là 4m mà đường ô tô đi được anh chị, thoải mái. Thì đất mình tới đây là đường cục rồi. Tới khúc đầu kia là cục rồi anh chị. Mà cái lô đất của em Điền muốn giới thiệu đây đây. Diện tích của nó là ngang là 4m6 anh chị, từ cái cọc móc này ha. Cọc này ha. Qua bên cọc này là 4m6, sâu là 40, gần 41 anh chị ha. Và có sẵn là 40m thổ cư anh chị. Thì hiện tại đất mình là đất đỏ Ba Giang anh chị. Đất này rất là tốt luôn nha, trồng cây rất là tốt và xâm xuê luôn. Và cái độ bằng phẳng của nó là rất là bằng phẳng luôn. Và vô trong này thì cao hơn đường luôn rồi. Và cái chỗ này thì thấp thua xíu, nhưng mà được rồi, như vậy là được rồi ha. Đó, như vậy là được rồi. Vô trong này là cao hơn đường luôn anh chị. Đây, hiện tại trong đất mình thì có là gì? Trồng chuối và trồng chè anh chị ha. Chè này mình nấu nước chè uống là rất là tốt luôn anh chị ha. Đất mình là có chè luôn, có cũng nhiều á, nhiều gốc chè á anh chị. Và có gì lá ngót này, lá canh cũng ngon lắm nè. Đây, em Điền sẽ vô sâu vô trong đất của mình nè. Chiều sâu 41m là mình lần anh chị ơi. 41m và có thổ cư, khu dân cư. Cái chỗ Hòa Bình, xã Hòa Bình này á, là tương lai lên thị trấn Hòa Bình nha anh chị. Hiện tại đất mình là đang quy hoạch đất là đất ở đô thị. Tương lai là lên đô thị đó anh chị, lên thị trấn. Đây. Đất mình mà sẽ sâu vô tới đâu trong đây luôn anh chị ha. Đây, vô đây. Đây này. Đây.
Ở đây đây không phải là cái giếng nha anh chị, đây là cái bi thôi. Cái bi để đó thôi, để trống. Và đất mình rất là vuông vức anh chị ạ. Chỗ vị trí đất này thì mặc dù là đường bê tông thôi, đường cục thôi, nhưng mà nằm vị trí là nằm ngay trung tâm xã Hòa Bình. Thì mình ra trung tâm xã Hòa Bình rất là gần anh chị. Như em nói là ra đó thì khoảng đâu đó vài trăm mét ra tỉnh lộ 329 rồi. Và ngoài 329 đó thì mình gần như là gần như là ở trung tâm rồi anh chị. Trường học, chợ đò rất là gần ha. Và giá bán lô này chỉ có 890 triệu đồng thôi. Mặc dù là nó bề ngang thì nó không được rộng cho lắm, khoảng 4m6 mà gần 5m thôi. Nhưng mà giá tiền thì dưới 1 tỷ thì anh chị có thí dụ anh chị mà có cái số tiền nhỏ thì mình có thể mua được cái chỗ đất mình. Thì khí hậu ở đây rất là mát anh chị, tại vì cây cối này, cây cối mọc nói chung là cũng ôm tầm lắm, đất tốt nên là khí hậu ở đây rất là mát ha. Xung quanh đây thì dân cư kế bên nhà mình đây nè, kế bên đất mình có nhà ông bà ở đây. Em vừa rồi em Điền mới vào nói chuyện thì cũng rất là thân thiện anh chị. Ở đây thì yên tĩnh, mà ra xíu đó thì khu dân cư đông nghẹt rồi. Chỗ này vô chỗ này thì có hai nhà thôi, ba nhà, phía ngoài đường một nhà và phía đây một nhà và đây một nhà. Trước mặt màn hình cô chú anh chị đây là em Điền đang ở vị trí đất nè anh chị. Đây, em nhắc lại một lần nữa là đất mình có diện tích là 4m6 sâu 40 và có 40 thổ cư nha anh chị. Đây, đất mình sẽ nằm vị trí đây anh chị. Và cái đường của mình là hiện tại đường cục rồi. Đường thì đường ô tô đi thoải mái anh chị. Rồi, mình đi ra một xíu đây, khoảng 100m thôi, mình có cái đường nhựa rất là rộng. Và mình đi rẽ bên tay trái mình nè, là đi ra tỉnh lộ 328 nè anh chị. Đó, là phòng công chứng này, anh chị thấy nè, văn phòng công chứng Hòa Bình. Và mình ra đường nhựa này, mình rẽ bên tay trái, mình đi vào khu dân cư. Và trường học cũng đồ rất là nhiều, và mình đi cũng đi thông ra được xã Hòa Hội luôn anh chị ha. Đây, xã Hòa Hội là bên này nè anh chị. Đó, là đường 329 đó anh chị. Rồi, mình tiếp tục vấn đề, mình ra tỉnh lộ 328 nè. Mình rẽ xuống đây là mình đi chợ Hòa Bình, ủy ban xã, trường học, và được gọi là ngay trung tâm Hòa Bình luôn anh chị. Và mình đi xuống nữa là mình đi xuống là thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc anh chị ạ. Và đi xuống xíu nữa là biển Hồ Tràm. Đấy, từ mình đi ra biển Hồ Tràm thì khoảng là 20 phút đến 25 phút thôi. Và mình đi hướng ngược lại nè anh chị. Mình đi hướng này là mình đi Đồng Nai nè, xong mình sẽ đi được Bình Thuận luôn anh chị. Và đường này nè, có đường này mình đi Sài Gòn được nè anh chị. Sài Gòn về đây cũng rất là gần, giao thông cũng rất là thuận tiện. Khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi, mình đi từ Sài Gòn về. Đó anh chị có thể thấy nè, đó cái đường này đi ra cao tốc nè anh chị nè, thấy không? Đó. Rồi, anh chị cô chú nào mà quan tâm cái bất động sản này thì cứ liên hệ em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem thực tế đất này ha. Rồi, cô chú chị nhớ đăng ký ủng hộ kênh của em Điền nha. Em Điền xin chào và hẹn gặp lại clip sau nha.